Đây là bộ nồi 7 búa Honda Nhật, mới trong hộp nha các bạn. Nồi dành cho anh em lên xe CD với 67 nha. Đây, anh em nhìn cái bộ nồi của nó này, rất là đẹp nha. Đây là hàng Nhật nha các bạn. Đây là hàng Nhật mới trong bịch cho anh em lên xe CD với 67. Anh em nào cho anh em lên xe cộp, anh em nào thích chơi xe cộp thì anh em lên bộ nồi, lên bộ này nha. Đấy, quá đẹp luôn nha anh em. Bao hú cho anh em nha. Này là nồi đồ chơi Nhật. Này là như là hai búa hả? Hai lá búa hay ba lá búa vậy đó, mình quên mất tiêu rồi. Mình nhớ mình mở ra một lần sau mình gắn vô không được luôn anh em. Nó rất là nặng, phải dùng cái máy ép ép vô mới gắn được cái bạc này cho các bạn. Đó. Anh em nào có xe 67 mà vài trăm triệu lên cục này nha. Hoặc là anh em nào có nhu cầu mà êm như chó thở thì lên cục này. Ta nói là ba cháy bộ chét luôn. Quá đẹp. Đấy, bao em, bao siêu em cho anh em nha. Đây, hàng Chikawa nha anh em. Hàng Chikawa mới trong hộp nha. Có tán nè, đó, có tán nồi nè. Có ron cho anh em luôn. Đã chưa? Lên xe CD với 67 nha. Anh em nào lên xe CD 67, một bộ duy nhất cho anh em, về được một bộ thôi. Giờ anh em muốn mua bộ nữa là phải đặt. Thời gian phải từ 15 tới 20 ngày mới có anh em. Chứ hàng không có sẵn, mấy hàng này phải đặt từ Nhật về các bạn. Đó. Quá trời quá đắt luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu lên bộ nồi, lên xe CD 67 im như chó thở, lên bộ này nha. Liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.